Đào kính liền lên. Hôm nay Ngạc mới đi tham gia đào rúi, lần đầu tiên đi đào rúi này. Các cháu hôm nay là lần đầu tiên tự tay bắt được con rúi đúng không? Quyết tâm. Phải bắt được. Nhiệt tình lên. Sao không? Cái chỗ này là cái quá mỏng không? Đi đâu đúng không? Nó bên ngay thì mình thấy được đâu. Ui, chui vào đó là đúng không? Đuối rồi đây. Nó đi. Từ từ. Còn đuối rồi. Nó không có hình láo ra đâu. Chuẩn bị tinh thần chụp nha Ngọc nha. Không, đấy đi đâu vậy? Đó. Đi đâu, cái lồng đâu ngáng cái khoảng đó. Ra là mình nằm đó như gì mà vậy? Cái đầu thoát đấy này. Hết chưa? Ở dưới cái lơm trẻ. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi, móc ra. Đó. Đuôi kìa. Đó. Đuôi kìa. Ừ. Đào đây. Đào thôi phải con đuôi ra đây. Đào thải. Quạc trốn rồng ra cái mô. Đuôi kìa, nhanh. Mấy vợt mấy cái dê cấy nữa rồi. Rồi. Nó sẽ nằm cháy nhồ hết. Nhưng mà chỉ có thể lươn ra ngọc. Không xin nhẹ gì đúng không? Cầm tân nhổ như bụi cỏ đấy chứ. Lấy cái thọc vô xem nào. Nó đào sang bên này rồi. Rồi chúng phải đánh hết cái gốc cây đi. Cái rắn. Wow. Ôi, xem nào. Đây mới đào ướt đất ướt nhụt này. Ủa sao nó không có lông ra? Nó không. Hai con bị bệnh mà hay là rúi nó như vậy? Rúi. Đó rùn còn lông nhưng mà cái con cao xuống. Ướt, nó ướt. Chưa làm sao với con này? Đây mới đồ mới cái đường ra này. Anh con cho mình hang qua tiếp này. Rồi chạy bô. Con nhìn mềm xẻo nhưng mà để cắn ở cái bụi tre ha. Ừ, trắng này. Ui trời ơi, cắn. Này cho anh chị cầm này, hiểu không? Rồi từ. Đây. Ôi, ngồi đi. Giờ cho cầm một cái này, giờ cho cầm này. Rồi đi qua kia, đi qua kia. Rồi, vẫn thích nữa. Giờ cũng thích, giờ chán rồi đúng không? Mất hứng rồi. Hey, cho hàng qua hàng rào luôn đi này. Đi đưa hàng rào đi chết, đưa được mà. Đưa đây. Em thử đấy. Đào thì cũng đào. Bắt được dùi thì cực kén. Rồi, trời ơi tội nghiệp lắm.
Ủa sao nó nhìn nó hiền vậy ta? Rùi hiền vậy thôi mà rùi đâu nhanh được mà.